Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2023, nữ mạng. Tuổi âm lịch 37 tuổi. Mạng Hỏa gặp mệnh Kim, tương khắc. Sao: Kế Đô chiếu mệnh, hạng Thiên Tinh. Thiên can tuổi Đinh gặp năm Quý là xung khắc bình thường. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2023 nữ mạng. Năm Đinh Mão bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 năm 1987 đến ngày 16 tháng 2 năm 1988 dương lịch. Những người sinh ra trong khoảng thời gian này thuộc tuổi Đinh Mão, cầm tinh con mèo. Thiên can Đinh kết hợp với địa chi Mão có ý nghĩa là vọng nguyệt chi thố, mèo ngắm trăng. Phụ nữ tuổi này không chỉ thông minh mà còn có khí chất tao nhã, thanh lịch hơn người tử vi tuổi đinh mão năm quý mão 2023 nữ mạng được giải đoán theo nhiều yếu tố phong thủy cơ bản, can chi năm sinh âm lịch, ngũ hành bản mệnh năm 1987, sao chiếu mệnh, niên hạn. Về tổng quan, số mệnh của nữ mạng đinh mão 1987 trong năm 2023 sẽ có vận trình như sau. Về ngũ hành, ngũ hành của nữ đinh mão thuộc mệnh hỏa, tương khắc với mệnh kim của năm quý mão. Xét về thiên can, Đinh thuộc hỏa bị khắc chế bởi quý thuộc thủy, nên vượng khí chỉ ở mức trung bình. Trong năm 2023, nữ mạng Đinh Mão 1987 nên hài lòng với mức tiền tài ổn định, sự nghiệp dậm chân tại chỗ. Mệnh chủ phải lao tâm khổ tứ thì mới có thể nắm bắt được cơ hội chuyển mình. Sao chiếu mệnh của nữ mạng Đinh Mão trong năm 2023 là kế đô, hung tinh chủ về xui xẻo trong công việc, tình cảm và tiền tài chỉ cần mệnh chủ có bản lĩnh kiên cường thì mọi hung họa đều tự khắc được hóa giải. Những khó khăn trong khoảng thời gian này là bài học để hoàn thiện và phát triển bản thân lên một tầm cao mới. Luận giải lá số tử vi đinh mão nữ mạng theo 12 tháng trong năm 2023 như sau. Tháng 1, theo tử vi tuổi đinh mão năm 2023 nữ mạng, tần niên tấn tại tấn lộc, an khang thịnh vượng. Vận khí đầu năm của bạn khá tốt, sẽ đón nhận nhiều tin vui tháng 2, tài vận thịnh vượng, sự nghiệp tươi sáng, tiền đồ rộng mở. Bạn có thể tận dụng thời vận trong thời điểm này để tiến hành việc trọng đại. Tháng 3, công việc làm ăn bình ổn, bạn chỉ cần chuyên tâm làm việc chăm chỉ thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Tháng 4, dù gặp phải bất cứ vấn đề nào, bạn cũng không nên hành động vội vàng, hấp tấp. Hãy bình tâm suy nghĩ để đưa ra quyết định sáng suốt. Tháng 5, cẩn thận chuyện hao tài tốn của đề phòng kẻ gian trọng cắp vặt. Không để những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trạng. Tháng 6, vận khí kém, nên bạn dễ bị thất thoát tiền tài. Phải tìm hiểu thấu đáo trước khi mang tiền đi đầu tư hoặc góp vốn làm ăn. Tháng 7, chỉ cần bạn tích cực chủ động, thì có thể nắm bắt cơ hội phát triển công việc. Gia đạo được hạnh phúc an yên. Tháng 8, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, gặt hái được thành tích tốt, thu về nhiều tài lộc. Tháng 9, không được chủ quan về các vấn đề sức khỏe. Sử dụng các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng. Tháng 10, không nên buồn lo quá nhiều vì những vấn đề nhỏ nhặt. Hãy học cách suy nghĩ tích cực, rộng lượng tha thứ với người khác để tâm hồn thanh thản. Tháng 11, những rắc rối lần lượt được giải quyết ổn thỏa. Điều này giúp bạn cảm thấy an tâm, tinh thần vui tươi, phấn khởi. Tháng 12 bạn gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra trước đây. Tiền tài dư dả, cuộc sống được sung túc, ấm no. Hạn tuổi. Theo tử vi trọn đời, nữ Đinh Mão bước sang tuổi thứ 37 âm, gặp phải hạn Thiên tinh trong năm 2023. Hạn Thiên tinh khiến mệnh chủ dễ gặp phải các vấn đề liên quan đến sức khỏe đường tiêu hóa, vậy nên phải chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày. Để tránh bị đau bụng, chỉ sử dụng các loại thực phẩm tươi ngon sạch sẽ để chế biến món ăn. Trên đây là lá số tử vi tuổi đinh mão 1987 nữ mạng và vận hạn từng tháng trong năm 2023. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xem hết video này.